Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn toàn bộ thiết bị chai nắng tự động. Toàn bộ thiết bị trên đều hoàn toàn tự động hết nha các bạn. Có thể điều khiển qua remote hoặc có thể dùng cảm biến ngoài trời. Toàn bộ thiết bị này là khi trời gió mạnh và trời chiều tối thì tự động nó sẽ thu vào. Khi ban ngày trời nắng to thì tự động nó vươn ra. Đây là bộ bật cuốn dùng để che nắng ô giếng trời. Nó chạy rất êm. Đây là màn mát chạy theo chiều thẳng đứng. Hai bên có hai thanh inox để cố định. Tất cả thiết bị này hoàn toàn tự động nha các bạn. Chạy xuống hết hành trình tự động nó dừng lại. Bộ này thì không có điện thì mình dùng gậy để mình quay tay. Phía bên trái có một cái móc để các bạn quay. Phía trên là máy hiên di động. Bộ này rất đẹp. Hai cánh tay khuỷu được làm bằng hợp kim nhôm. Toàn bộ ốc vít trong này được làm bằng inox hết đó. Rất cứng cáp và chắc chắn các bạn ạ. Bên này cũng máy hiên di động luôn các bạn. Có mẫu này đơn giản hơn mẫu khi nãy. Này cũng máy hiên di động luôn. Thiết bị chai nắng này mà lắp cho nhà bạn thì hết sảy. Nếu các bạn thích thì để lại bình luận bên dưới video, mình có thể giải đáp. Hoặc là các bạn có thể liên hệ với mình qua trang Facebook cá nhân để bên dưới phần mô tả. Các bạn xem video nhớ cho mình xin một like và một đăng ký kênh với nha. Bên mình cũng có barrier cổng tự động nữa các bạn. Và video đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ cho mình xin một like và một đăng ký kênh với nha. Hẹn gặp lại trong các video lần sau.